Chào mừng các bạn đã đến với kênh Game Hot. Đây là một trong những video mà mình thấy là những con bài đế vương nó ảo diệu bậc nhất. Các bạn thực chú ý đến những con bài đế vương nhé. Như vậy sau khi triệu hồi con bài 2 sao thì đã tiếp tục hiện tế để triệu hồi ta đế cho các bạn. Và tiếp tục hiện tế để triệu hồi Mega không đế. Đó là một pha triệu hồi hiện tế hai lần liên tiếp. Và khi mà hồi sinh được con bài ta đế thì trận đấu đã kết thúc. Một pha combo mà quá nhanh, quá nguy hiểm. Nên mình cần phải xem lại, các bạn hãy xem lại để hiểu hơn nhá. Một pha triệu hồi liên tiếp. Ở trận đầu tiên thì Yusei này đã bỏ qua lượt. Nhưng trận thứ hai triệu hồi một con bài 8 sao các bạn. Và tiếp tục triệu hồi con bài 2 sao. Con bài 2 sao hiện tế để triệu hồi con bài ta thần. À ta đế. Và ta đế tiếp tục hiện tế con bài Mega phong đế. Thực sự thì mình nghĩ nếu như các bạn nghĩ rằng Yusei này hack thì các bạn cũng có lý mà thôi. Nhưng hiện tại cũng rất khó giải thích cho một pha combo vừa rồi. Một pha combo không thể nào hiểu nổi cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem một pha combo quá ảo đến mức cần thiết của Đế Vương nha.